Hôm nay, bà Trần Thị Mỹ Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn, huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an xã mời phụ huynh và các em học sinh lên xác minh làm rõ việc hai nữ sinh bị đánh hội đồng. Trước đó, tối ngày 12 tháng 9, trên mạng xã hội lan truyền ba đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh lần lượt lao vào đánh hai nữ sinh. Thời điểm xảy ra vụ việc mặc dù có nhiều người đứng xung quanh theo dõi nhưng không có ai can ngăn. Theo bà Trần Thị Mỹ Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn, Vụ việc xảy ra vào chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 9 giữa một số học sinh trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tây Sơn. Ngay khi nắm thông tin, xã đã chỉ đạo lực lượng công an mời các em học sinh và phụ huynh đến làm việc để xác định nguyên nhân.